Chào các bạn, bài số 5 này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của Plaza Project. Bài số 5 này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái ứng dụng, nó gọi là ứng dụng Plaza. Đây, chúng ta sẽ new một cái project. Sau đó thì chúng ta chọn cái template của Plaza. Chúng ta có thể chọn ở đây hoặc chúng ta chọn ở bên này. Mình vừa mới tạo cho nên là thì nó có hai cái template đây, hoặc là chúng ta search Plaza này. Đấy, các bạn thấy có hai loại, đó là Plaza Web Assembly và Plaza Server đúng không? Đó. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái Plaza Server để các bạn nhìn nhé. Mình sẽ đặt tên cho nó là To Do List. To-do list này, Plaza Server App đúng không? Next, chọn Donate 5. Authent thì chúng ta chưa Authent cái gì cả, để nguyên. Hoặc là chúng ta có thể để sẵn Individual Account. Còn cách chúng ta có hỗ trợ HTTPS không? Có hỗ trợ Docker hay không? Để tạm thời để không nhé. Nó sẽ tạo luôn cho chúng ta một cái project và chúng ta sẽ xem cái cấu trúc của nó như nào. Ok, các bạn nhìn thấy là browser server đây. Ứng dụng của nó thì không khác gì một ứng dụng ASP.NET. Nó với file program thì nó là một cái entry point của ứng dụng và nó tạo ra một cái host dạng của cache của Donate Core căn bản đấy không? Thì nó tạo ra một cái host và nó trong cái host đấy thì nó có một cái main layout đấy nó chạy và nó ứng dụng của nó thì nó được trigger bằng add plaza ở trên config service. Nó không khác gì một ứng dụng ASP.NET Core cả, nhưng mà code của nó thì lại nó là plaza bình thường, code C# bình thường ấy, như thế. Đây là danh sách các cái trang này, đây là phần lưu static view CSS các thứ ảnh, setting cho dev để debug hay là để chạy dưới local, dependency là các cái gói đang được sử dụng, data thì đây là cái symbol data và chúng ta có một cái app, đây chính là một cái app để chúng ta bắt đầu khởi tạo. Khi mà program nó chạy thì nó sẽ chạy cái app này và app thì nó sẽ nhúng các cái page đây, cái app của chúng ta có thể nhúng các view ở trong này và cái view đấy thì cái view gốc của nó là main layout. Cái main layout này thì sẽ cho phép các cái page này có thể nhúng vào trong cái body giống như master page ấy. Còn đây là các component giống React, chúng ta viết ra các component hay các trong Donate Core thì nó là partial view ấy, đúng không? Đó. Thì cái ứng dụng này của chúng ta chỉ đơn thuần là một ứng dụng ASP.NET Core và chúng ta viết theo dạng giống kiểu Razor Page ngày xưa ấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nó nhé. Chúng ta chạy, chúng ta có chế độ chạy với IIS Express và chạy với chính nó. Thì self-host nó dùng một cái server mặc định là Cache. Chúng ta nhìn thấy là chúng ta di chuyển giữa các trang mà không hề phải load lại trang đúng không? Và chúng ta nhìn là lần đầu tiên load ra thì nó cũng chả load cái gì ngoài cái đoạn HTML của trang web full HTML luôn. Và nó có một cái gọi là Plaza Server, cái file Plaza Server.js này nó làm nhiệm vụ là connect với thằng server để tạo ra một cái connection giữa hai thằng để nó cập nhật DOM. Đây, cập nhật DOM của nó thì bằng server. Nó không truyền cái gì lên cả, nó chỉ là dùng cái cơ chế SignalEye để nó chạy thôi. Đây, một socket đã được tạo. Cái này nó được xử lý ở trong Plaza server để nó tạo một cái socket đến thằng server. Đó.
lốt về cũng về bằng Signal, cho nên các bạn không nhìn thấy các cái request gửi lên. Đây là browser server, các bạn được generate HTML trên server, trên các bạn có thể hỗ trợ SEO được cho cái này. Còn đối với thằng thứ hai là thằng web assembly thì mình cũng sẽ tạo ra một cái project dạng web assembly, đúng không? Thì mình có hai cách, một là mình tạo ra đây, hai là mình tạo ra một cái ứng dụng khác, tạo hẳn một cái project khác này. Chúng ta chọn Blazor web assembly to do list Blazor web assembly này, đó viết viết liền như này. Tạo một solution mới này, đúng không? Config HTTPS, đúng không? Có progressive app không? Cái này thì nó giúp chúng ta tương tác tốt với trình duyệt với người dùng hơn. Dùng ASP.NET Core host không? Không, đúng không? Chúng ta để nguyên. Đó. Thì khi mà chúng ta tạo ra thì cái nó không có file startup.cs, bởi vì bản chất đây là một ứng dụng client rồi. Đây code vẫn thế nhưng mà nó là một ứng dụng client rồi. Và trong này thì chúng ta có một file index.html. File này chính là cái file nó chứa cái browser assembly, và app của chúng ta chạy nó sẽ gen HTML, nó sẽ append vào cái div app này. Okay, các bạn nhìn giống React hoặc là Angular không? Giống hệt, đúng không? Chỉ có điều bây giờ chúng ta code với C# thôi. Code thì vẫn là C# bình thường. Khi mà chúng ta chạy cái file này thì thực ra bản chất nó là register cái app component ở đây. Và app component này thì cũng là gọi đến cái thằng main layout, và main layout thì gọi đến các cái page bên trong. Nó cũng hệt cái browser server, nhưng mà cách ấy, nó start ứng dụng nó khác. Đó, thì chúng ta sẽ thấy import này. Layout, những cái main layout giống master, đúng không? Giống là còn đây các cái trang của nó. Mỗi một cái trang thì nó có cái chỉ định ra cái URL của nó. Thì đến routing chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ chúng ta sẽ chạy xem nó có khác gì không nhé. Cái kia thì nó chỉ có một cái file JS là browser server, nó khởi tạo socket thôi. Còn thằng này khi mà chạy, các bạn nhìn thấy nó load những cái gì? Nó load nguyên, đầu tiên nó load ra HTML CSS này, browser web assembly. Trước cái kia nó là browser framework, thì đây browser web assembly này, nó tải nguyên các cái thư viện của thằng .NET về, chạy chúng ta nhìn thấy các cái thư viện của .NET này, .NET Core này, nó chạy được trên, nó load về trình duyệt này. Chúng ta nhìn thấy có một cái thư viện .NET Swarm, tức là cái máy ảo, cái thư viện của web assembly máy ảo để nó chạy được. Đây là cái request chính này, đây là các thư viện này, đấy đến cái web web đây chính là cái nó tải về cho chúng ta cái mà để nó khởi tạo cái máy ảo, chúng ta không nhìn được đâu. Đó. Và như vậy thì toàn bộ code của chúng ta đang được thực thi trên trình duyệt, chúng ta cũng chạy tương tự như thế kia, nhưng bây giờ nó là code client. Đấy, nó mỗi lần nó load về là nó gửi thông tin lên server đấy. Đó, chúng ta cũng là single page nhưng mà nó chạy dưới, và chúng ta đương nhiên chúng ta không có cái signal A nào đây cả. Mục đích của chúng ta là chúng ta tìm hiểu nó, đúng không? Thì ở đây các bạn thấy là đầu tiên nó sẽ phải tải về toàn bộ cái thông tin của ứng dụng cộng với tải về thông tin của thư viện và máy ảo nó chạy trên này. Đó. Thì WebAssembly nó khác như thế. Và các bạn nhìn thấy này, nó không có cái mã nguồn HTML ở đây bởi vì nó gen client, là do cái code của chúng ta gen ra, chứ nó không chạy trên server, nó gen trước, cho nên là các bạn không nhìn thấy HTML của nó
trái với project của server thì nó trả về chung. Trên cái này nó giống một ứng dụng client side hơn. Ok. Về cấu trúc của nó thì có những cái gì? Chúng ta cũng có www root để chúng ta chứa những cái file tĩnh. Đó. Cái thư mục page thì nó chứa các cái trang. Mỗi này là một cái trang screen, một cái màn hình. Những cái phần share này là những cái thành phần dùng chung, ví dụ như file master page này, menu này, đúng không? Phần import các file của nó đuôi .razor. Chúng ta có thể có các file CSS riêng cho nó hoặc là file CSS chung thì ở đây. Mỗi một component chúng ta có thể để chỉ ra CSS riêng cho cái component này. Đó. Và chúng ta cũng có cơ chế code behind cho nó, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nếu thì tồn tại cái routing thì nó sẽ trả về main layout, còn nếu không thì nó sẽ ra not found luôn. Khi program nó chạy thì nó cũng tạo ra một cái host, nhưng mà nó đang chạy dưới client và nó sẽ khởi tạo cái root component này, add được vào cái ID app ở đây. Đó. Đấy chính là sự khác biệt giữa Blazor Server và Blazor Web Assembly. Bài sau thì chúng ta sẽ bắt đầu phát triển cái ứng dụng này.